Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin quan chức mặt trận ngồi máy lạnh, Thủy Tiên sắn quần nước ngập mồng. Hôm qua, mạng xã hội đã chia sẻ tin về người đàn ông đã cứu 100 dân trong lũ cần một chiếc đò để mưu sinh. Bản tin xuất phát từ Facebook của nhà báo Dương Phong. Đó là ông Võ Văn Bình, đội 1, thôn Đồng Tư, Quảng Bình. Trong đêm mưa lũ lớn, ông Bình đã dùng đò máy cô lê cá nhân đi đến những gia đình đang kêu cứu và cứu được khoảng 100 người di chuyển đến nơi an toàn. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Bình với chiếc đò cô lê mới được tặng. Ông Võ Văn Bình cho biết như sau: "Tôi hành nghề lái đò ngang, chở người, chở hàng qua sông Long Đại, đoạn qua Hiển Ninh để giúp bà con thôn Đồng Tư. Mưa lũ quá lớn, tiếng kêu cứu thất thanh. Tôi lòng dạ như lửa thiêu lửa đốt, nên liều mình chạy đò cô lê giữa mưa lũ chảy xiết cứu người. Khi trong xóm không còn tiếng kêu cứu, trong đêm tối tôi về nhà với chiếc thuyền không thì đò vỡ, tôi chỉ kịp bơi vào bờ, may mắn thoát chết. Sau lũ, ông Bình đi tìm đã thấy chiếc đò cô lê vỏ nhôm rách nát, chiếc máy nổ không còn sử dụng được. Ông nói, hành nghề đò ngang, nay đò rách rồi, không biết làm chi để có kế sinh nhai. Hôm nay được biết ông Bình đã nhận được một chiếc thuyền nhôm 2m4, dài 11,7m, máy cô lê 13 sức ngựa, lớn hơn con đò cũ của ông, cùng 10 triệu đồng tiền mặt. Đúng là sự tử tế được đền đáp bằng sự tử tế. Ông cảm ơn các nhà hảo tâm đã kịp thời mang đến nụ cười cho ông ngày hôm nay sau lũ. Đó là một hình ảnh đẹp giữa những đau thương vùng lũ, một lời nhắn nhủ mang tựa đề đừng nặng lời với bà con vùng lũ đang được chia sẻ trên mạng với nội dung như sau. Mấy hôm nay, một số người đã chia sẻ hình ảnh bánh chưng của đoàn Nghệ An bị bỏ lại bên đường, một số quần áo cũ cùng chất đống không ai mặc, rồi nói những lời nói khó nghe với bà con vùng lũ. Có đi thực tế vào vùng lũ mới thấy bà con trân trọng từng cái bánh chưng, từng chiếc quần, chiếc áo cũ như thế nào. Có nhiều bà con đã bật khóc vì nhiều ngày rồi toàn ăn mì tôm sống, nay mới được ăn một chiếc bánh chưng ấm bụng. Vậy nên, đâu có những chiếc bánh chưng để quên những chiếc quần áo cũ bị bỏ lại. Có thể rằng chúng ta chưa đưa được đến nơi cần thiết, hoặc một vài lý do gì đó xảy ra sự việc như vậy. Còn những người thực sự cần thì họ ở vùng sâu, vùng xa và đang rất cần thiết điều đó. Đây là hình ảnh một đoàn cứu trợ phải vượt 65 km đường bộ, đi 20 km đường sông để trao 77 phần quà cho bà con và các anh bộ đội biên phòng ở bản Nước Đắng, xã Trường Sơn, Quảng Bình. Đã hơn 2 tuần rồi, họ không có gì ăn kể cả gạo, họ chẳng mong gì hơn là được cứu hộ thực phẩm như gạo, mắm, muối. Do nhiều đoàn cứu trợ không tiếp cận tới, vì lẽ đó xin đừng nặng lời với bà con vùng lũ. Trước tiên, hãy suy xét lại mình một cách thấu đáo. Có tấm lòng hướng về miền Trung là tốt, là đáng trân trọng, nhưng cũng phải đúng nơi, đúng người nữa. Đừng vì những cá nhân nhỏ làm ảnh hưởng đến mục đích lớn hướng về bà con miền Trung của mọi người. Dư luận hiện nay cũng rất bất bình với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và liên tục bình luận trên các bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về phát ngôn của bà Trương Thị Ngọc Ánh khuyên ca sĩ Thủy Tiên nên giao 150 tỷ cho mặt trận để tránh bị dị nghị. Bằng chứng là tổng số bình luận đã lên đến con số 24.000 câu bình luận và hầu hết đều chỉ trích nặng lời, dân mạng gọi là ném gạch đá vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Facebook của bà ngoại Sĩ Tin, tức là Trang Lê, đưa ra bình luận như sau: từ nay về sau, nếu muốn chửi ai mặt dày hay chưa chẽn, bà con mình hãy cứ gọi đó là cái Mặt trận Tổ quốc. Còn Facebook Nguyễn Bình thì nói như sau: bà Trương Thị Ngọc Ánh ơi, có giỏi thì tự mà vận động trong dân kiếm vài trăm tỷ mà cứu dân, chứ Thủy Tiên trao tận tay người dân mà còn bị trưởng thôn ăn chặn, thử hỏi làm sao có lòng tin trao cho ai. Thủy Tiên đã trả lời rõ rồi, sao còn yêu sách, còn đòi lấy tiền hoài, có giỏi giúp dân thì tự mà kêu gọi. Quân Hoàng Dũng thì nói, 2.400 tỷ của nhà nước quyên góp được nên giao cho Thủy Tiên quản lý nha. Bạn Phạm Tâm nói tiếp, bà trích một phần tài sản của bà mà làm phúc đi rồi hãy nói. Còn người tên là Tuệ Gia thì chia sẻ, gửi cho Mặt trận Tổ quốc, rồi Mặt trận Tổ quốc sẽ tổ chức ăn chặn một cách triệt để, đúng quy trình cho mà xem. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trả lời báo Việt Nam Express vào hôm 24 tháng 10 năm 2020 và đề xuất nên có quy định bất kỳ ai vận động cứu trợ đều phải có tổ chức hoặc lực lượng giám sát đánh giá hiệu quả. Nguyên văn nói rằng 500 tỷ nói 10 ngày nay có thấy đâu, lên TV lãnh nữa hả? Lũ lụt cúp điện sao mở được TV mà lãnh. Bạn Hà Phạm cũng chia sẻ, chính quyền này dân sợ lắm rồi, hở ra là mất, nhanh hơn cả ga tàu, bến xe. Còn Lý Đình Huân thì nói, có nhiều nơi tiền quyên góp 1 tỷ, nhưng tới nay người dân thì được 10 triệu. Mỗi lần thiên tai lũ lụt, dân thì cơ cực, mà túi của một số quan tặc thì lại phình to. Bạn Phạm Trang chia sẻ, tôi đã từng đi cứu trợ một lần rồi. Khi liên hệ với cán bộ thôn xóm thì toàn là anh em nhà họ ra nhận đồ cứu trợ, còn người khó thật sự thì lại không được thông báo. Cũng về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Facebook Thanh Mai có bài chia sẻ như sau. Cả nước ta có 10.600 đơn vị cấp xã ấy, là có 10.600 ông chủ tịch mặt trận xã, phường, thị trấn, kèm theo vài chục nghìn ông cấp phó, vài chục nghìn ông nhân viên, kể thêm cấp huyện, cấp thành phố và cấp trung ương, thì Mặt trận Tổ quốc phải vài trăm nghìn người ăn lương. Vài trăm nghìn người phân bổ mọi xã với loa phường, với cơ quan truyền thông thì sau một tuần kêu gọi được hơn 50 tỷ. Bằng 1/3 so với một mình Thủy Tiên với vài status kêu gọi. Mà vài trăm nghìn người tính ra lương mỗi người 100.000 đồng thôi thì một ngày trả lương cũng vài chục đến vài trăm tỷ. Cả tuần là vài trăm đến vài ngàn tỷ rồi. Vậy mà chúng làm việc và kêu gọi được hẳn 50 tỷ. Nuôi một bộ máy như vậy cũng chẳng khác nào có cả nghìn con chuột trong nhà. Nói ra lại bảo bản ngang, tất cả mặt trận, đoàn thể, hội nhóm ăn bám hãy tuyệt diệt hết, để dân tộc này một lần nữa được mở mày, mở mặt. Facebook Thanh Mai chia sẻ với kết luận của mình như vậy. Còn nhà văn Phạm Lưu Vũ thì viết về ca sĩ Thủy Tiên như sau. Cộng từ bi. Ca sĩ Thủy Tiên là đại diện cho lòng từ bi của cả một dân tộc trước cơn hoạn nạn của đồng bào mình. Sự phi thường đó nói lên điều gì? Lòng từ bi của nhân dân vẫn còn nguyên vẹn. Nói lên điều gì nữa? Nhân dân không tin vào chính quyền và bất cứ những hội đoàn nào do chính quyền lập ra, mặc dù nó khoác những cái tên mỹ miều, giả dối. Từ bi của hàng triệu người cộng lại thì sự phi thường là vô bờ bến, là bất khả tư nghi, là Đại Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát mà không thấy mình là Bồ Tát, thế mới là Bồ Tát. Và điều này đã khiến mấy trăm quan chức, mặt trận, hội đoàn phải hoảng hốt, phát ngôn toàn những điều vô sỉ, đòi dây máu ăn phần. Đây là hình ảnh Công an Việt Nam đang khiêng một cụ già ra để chụp ảnh cùng Thủ tướng tặng quà hôm 24 tháng 10 năm 2020 ở Quảng Bình. Sự phi thường của Thủy Tiên đã đối lập với những bố thí phàm phu thảm hại, phải dùng đến công cụ truyền thông để khuếch trương, lại còn lẫn lộn thay vì ủng hộ đồng bào lại ủng hộ bão lũ, làm trò cười cho thiên hạ, thật không biết xấu hổ là gì. Điều đó do lòng người hay sự hoảng hốt đã xui khiến ra như thế. Nhà văn Phạm Lưu Vũ đã đưa ra kết luận như vậy. Còn Facebook Nguyễn Thị Dương ở Thủ Thiêm với bài bình luận có tựa đề Nghiệp quật Mặt trận Tổ quốc với nội dung như sau. Theo thông tư số 90/2018 thì Trung ương Mặt trận Tổ quốc là một trong những đối tượng phải công khai ngân sách, kể cả dự toán và quyết toán theo quý, theo năm. Nhưng trên trang web thì không có thông tin công khai này. Tại sao lại như vậy? Trong khi đó, dự chi ngân sách năm 2020 chỉ tính riêng Trung ương Mặt trận Tổ quốc là hơn 207 tỷ đồng, chưa tính Mặt trận Tổ quốc các cấp, tỉnh, thành, quận, huyện. Dự chi ngân sách năm 2020 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh là 43 tỷ 328 triệu đồng. Tỉnh Đồng Nai là hơn 14 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Bình bèo nhất cũng là 7,2 tỷ đồng. Hà Giang nghèo đói cũng có hơn 6,5 tỷ đồng để chi tiêu cho Mặt trận Tổ quốc. Theo luật ngân sách nhà nước, trên trang web của tất cả các cơ quan sử dụng phân cấp ngân sách đều phải công khai theo luật ngân sách nhà nước và thông tư 343/2016. Vậy, thay vì dòm ngó tiền cứu trợ mà nhân dân tự đóng góp với nhau, bà Trương Thị Ngọc Ánh nên lo lại công vụ của bản thân mình. Bản thân Mặt trận Tổ quốc còn không công khai thu chi, thì khi chính Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đang tồn tại dựa vào ngân sách của nhân dân, bà Ánh nghĩ sao như vậy? Đây là hình ảnh các phóng viên chen chúc chụp ảnh Thủ tướng phát quà cho người dân Quảng Bình. Để vận hành bộ máy cồng kềnh của Mặt trận Tổ quốc, mỗi năm ngân sách chi ra trên dưới 2.000 tỷ đồng. Vậy mà gặp một trận lũ lụt
Mặt trận Tổ quốc kêu gọi được 50 tỷ đồng, thua cả một ca sĩ hạng 2 kêu gọi được 150 tỷ đồng. Đội bóng đá mini ở bờ Tây Sài Gòn kêu gọi được trên dưới 700 triệu đồng. Vậy các nhóm cờ tướng, cờ vua, múa quạt tổng hợp lại cũng hơn Mặt trận Tổ quốc. Đã không biết nhục mà còn phát biểu vi hiến, đúng thật là sợ người ta không biết mình ác. Tất cả số liệu trên đều dựa theo số liệu công khai của Bộ Tài chính, Sở Phòng Tài chính địa phương. Cô Nguyễn Thị Dương ở Thủ Thiêm đã nêu nhận định của mình như thế. Điều mà ca sĩ Thủy Tiên được dư luận ủng hộ trước tiên là bởi cô đã có mặt ở vùng thiên tai ngay khi sự việc vừa xảy ra, với sự tự quyết của bản thân mà không chờ phải họp hạ bàn, phân công hay đợi nguồn kinh phí từ đâu cấp xuống. Việc ngay lập tức đến với bà con vùng lũ đã chứng tỏ cái tâm vì người dân vùng lũ của nữ ca sĩ. Bởi vậy, chỉ sau 2 giờ đầu tiên, cô công bố việc mình ra miền Trung cứu trợ đã có ngay 2 tỷ đồng chảy vào tài khoản của cô để làm điều đó. Điều này cho thấy người dân muốn nhìn thấy những lời nói đi đôi với việc làm và làm bằng cái tâm chứ không phải bằng một điều gì khác. Điều này công chúng cũng được tận mắt về hành trình của ca sĩ Thủy Tiên là làm việc bằng cái tâm thì mới không quản ngại khó khăn. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng đã lăn lộn suốt cả tuần giữa mưa bão. Cô lội nước, ngồi thuyền đến từng căn nhà ngập, gặp gỡ từng người dân trong lúc hoạn nạn, trao tận tay họ thực phẩm và cả tiền bạc. Mỗi phần quà đều phù hợp với từng hoàn cảnh. Qua những hình ảnh được phát trực tiếp trên trang cá nhân của các nữ ca sĩ, những người tin tưởng trao tiền cho Thủy Tiên hài lòng khi thấy rõ những hành động cứu trợ của cô đúng như cách họ mong muốn. Chính sách minh bạch đó đã khiến số tiền gửi vào tài khoản của cô tăng vọt bất ngờ. Bởi khi ủng hộ, mọi người không chỉ gửi tiền mà còn trao gửi trong đó cả niềm tin. Đây là hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên lội nước tặng quà cứu trợ cho bà con vùng lũ. Nhanh chóng, trao tận tay và trao đúng đối tượng. Đó là điều mà bất cứ ai khi ủng hộ tiền để hỗ trợ cho người dân đều mong muốn, và dường như chỉ qua những cá nhân như Thủy Tiên, người dân mới được thỏa lòng. Như thông thường, việc ủng hộ hiện nay thường qua một tổ chức xã hội nào đó. Người gửi sẽ không thể biết được tấm lòng, tình cảm của mình sẽ đi đến đâu, có đúng đối tượng được không, bao giờ mới đến. Nhất là khi những câu chuyện không vui về việc cắt xén hàng hóa cứu trợ của chính quyền cơ sở hay một khâu trung gian nào đó đã và đang còn nóng hổi, làm mất lòng tin của nhiều người dân trong cả nước. Chính vì thế, những người trao gửi tiền đánh giá cao Thủy Tiên ở sự tin cậy khi họ nhìn thấy tận mắt cô đưa hàng cứu trợ tới đồng bào miền Trung trong cơn khốn khó, trực tiếp đưa tận tay mà không thất thoát có bất kỳ một hệ thống trung gian nào. Câu chuyện quyên góp và cứu trợ của Thủy Tiên cũng đặt ra nhiều vấn đề cho các tổ chức, đoàn thể phải suy nghĩ công việc quyên góp và trao quà cứu trợ. Việc minh bạch nguồn thu và chi là điều rất quan trọng cùng với hành động trực tiếp, chứ không phải qua rất nhiều khâu trung gian, rồi nghe báo cáo bằng văn bản, còn người ủng hộ lại hoàn toàn không được hồi âm về số tiền mình đóng góp đã đi đến đâu. Thực tế, không ít vụ cán bộ tham lam, biến chất, không thiện tâm khi nhận một phát quà cứu trợ đã bị truyền thông đăng tải, khiến niềm tin của người ủng hộ bị xói mòn. Câu chuyện buồn chưa lâu xảy ra ngay tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ tàn tật tại Hà Nội, khi đã có 12 người liên quan đến việc lạm dụng quà từ thiện do cá nhân tổ chức trao tặng. Hay trường hợp quần áo cũ ủng hộ người dân vùng lũ năm nào đã được gửi đến gara ô tô để làm rẻ lau. Rồi hàng cứu trợ chạy vào nhà lãnh đạo địa phương khá giả, trong khi người dân nghèo thì được rất ít hoặc thậm chí chỉ có tên trong danh sách mà thôi. Không ai muốn ôm rơm nặng bụng, nhưng khi những người chân yếu tay mềm như giới nghệ sĩ và điển hình là nữ ca sĩ Thủy Tiên lặn lội dưới trời mưa lũ cả tuần liền, đủ thấy cộng đồng mong muốn những người dân khó khăn được giúp đỡ thật sự như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 với bản tin Quan chức mặt trận ngồi máy lạnh, Thủy Tiên sắn quần, nước ngập mông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin nhanh nhất, trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.